thông tin ông bầu Đức Huy, chồng cũ Lệ Quyên công khai hẹn hò tình trẻ kém 27 tuổi, gây sốt khắp mạng xã hội suốt tối ngày 4 tháng 1. Theo đó, bóng hồng kia chính là Cẩm Đan, sinh năm 2002 ở An Giang, từng được đánh giá cao tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 nhờ nhan sắc nổi trội. Dựa trên những hình ảnh lộ ra, Đức Huy đưa bạn gái ra Hải Phòng dự đám cưới của bạn thân và thoải mái chia sẻ hình ảnh chung lên trang cá nhân. Xen lẫn giữa những bình luận hoang mang, netizen đặc biệt quan tâm đến một khoảnh khắc của cặp đôi. Tay trong tay trên phố, Đức Huy và bạn gái kém 27 tuổi trông cao to không thua gì những tòa nhà đằng sau. Bỗng dưng, cả hai trở thành cái bia ném đá của dân mạng Việt. Một số bình luận của cư dân mạng: ủa, ghép hay chụp? Cái góc ngộ ghê. Người cao bằng cái nhà, chắc người chụp nằm dưới đất chụp lên. Chụp cái ảnh nhìn tức lồng ngực ghê, ảnh không hề giả chân nhà các bạn. Bất chấp mọi ý kiến chỉ trích của cư dân mạng cho rằng cả hai không xứng đôi, khoảng cách tuổi tác quá nhiều, họ vẫn giữ thái độ im lặng. Dù chênh lệch tuổi tác khá lớn, nhưng cặp đôi vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ từ cư dân mạng và được đánh giá là xứng đôi vừa lứa. Người là ông chủ phòng trà có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh, người là mỹ nhân đẹp và đáng gờm của Hậu Việt Nam 2020. Được biết, Cẩm Đan sinh năm 2002 tại An Giang là thí sinh nhỏ tuổi nhất Hoa hậu Việt Nam 2020. Năm 18 tuổi sau khi tốt nghiệp cấp 3 tại trường trung cấp nghề Châu Đốc, người đẹp 10X đã quyết định theo học trường cao đẳng nghề du lịch Sài Gòn. Sau đó, cô ghi danh tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 nhưng giấu bố mẹ. Có thể nói, Cẩm Đan sở hữu gương mặt rất sắc sảo với đôi mắt sâu, hàng lông mày rậm và đôi môi dày gợi cảm. Cô chính là một trong những gương mặt được giới chuyên môn đánh giá là đẹp nhất cuộc thi. Cũng nhờ vậy mà dù không lọt vào top 10 nhưng sau cuộc thi, Cẩm Đan đã có những bước tiến mới trong sự nghiệp khi liên tục được mời làm người mẫu trong các show diễn nổi tiếng. Cẩm Đan từng chia sẻ rằng cô nàng đã giảm tận 10 cân để tham dự cuộc thi Hoa hậu. Hiện tại cô nàng sở hữu chiều cao 1m72, số đo 3 vòng 83, 64, 92. Sau cuộc thi Hoa hậu, Cẩm Đan được nhiều nhà thiết kế săn đón và trở thành gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang. Về phía Lệ Quyên, vào ngày 17 tháng 11, nữ ca sĩ thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh trắng đen kèm dòng trạng thái khẳng định cô đã từng khóc rất nhiều. Thậm chí Lệ Quyên còn liên tục trách móc một ai đó đã bắt cô phải vất vả và hy sinh vì nhiều thứ. Bài đăng ngay lập tức thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Trong đó có nhiều tài khoản đã liên tục để lại bình luận an ủi giọng ca tình là thế về cuộc hôn nhân tan vỡ. Ngoài ra cũng có vài ý kiến khẳng định đây chỉ là những lời nói vu vơ. Fan cũng để lại bình luận an ủi và nhắc đến cuộc hôn nhân tan vỡ của Lệ Quyên. Sự đối lập giữa Lệ Quyên và chồng cũ hậu ly hôn. Sau khi ly hôn không lâu, đại gia Đức Huy vẫn giữ lại toàn bộ khoảnh khắc thời cả hai còn mặn nồng. Ngoài ra, kể từ khi Lệ Quyên thông báo với công chúng về cuộc hôn nhân tan vỡ, Đức Huy không có bất kỳ chia sẻ nào liên quan. Trên trang cá nhân, anh chỉ thường xuyên đăng ảnh đưa con trai đi chơi và những khoảnh khắc trong hành trình cứu trợ miền Trung. Về phía Lệ Quyên, sau khi thông báo đã chia tay chồng cũ, cô liên tục bị bắt gặp xuất hiện cùng người mẫu trẻ Lâm Bảo Châu. Trên trang cá nhân, Lệ Quyên chăm đăng ảnh khoe body và nói quan điểm về phụ nữ độc thân. Đặc biệt, ngày 5 tháng 11, Lệ Quyên còn có chia sẻ dài để ngầm khẳng định vĩnh viễn buông. Cụ thể, nữ hoàng phòng trà viết: đàn bà càng mạnh mẽ càng không bao giờ lấy điều đó là sự lựa chọn hàng đầu. Chỉ đến khi nào biết rằng đó là sự lựa chọn duy nhất không thể khác được. Càng có bản lĩnh thì lại càng cố gắng gấp trăm triệu tỷ lần người khác. Và tất nhiên, khi đã buông thì sẽ vĩnh viễn buông. Chia sẻ của Lệ Quyên đang khiến dân tình đặc biệt quan tâm và bàn tán. Lệ Quyên và Đức Huy từng là cặp vợ chồng quyền lực nhất nhì làng giải trí Việt. Hai người đang cùng nhau sở hữu khối tài sản đồ sộ từ trong nước ra nước ngoài. Trong đó đáng chú ý là căn biệt thự nằm ở vị trí Thảo Điền, quận 2 thành phố Hồ Chí Minh và tòa lâu đài lộng lẫy tại California, Mỹ với mức giá lên đến hàng triệu đô. Sau khi kết hôn với ông xã đại gia, Lệ Quyên còn được mệnh danh là nữ hoàng kim cương khi luôn xuất hiện với cả cây hàng hiệu sang trọng cũng như sở hữu bộ sưu tập túi sách, nhẫn kim cương, đồng hồ kim cương trị giá hàng tỷ đồng. Cũng chính nhờ sự giàu có và quyền lực nên ông xã Lệ Quyên luôn đứng sau và dành tất cả tâm huyết, tiền bạc để hỗ trợ con đường theo đuổi nghệ thuật của vợ. Hình ảnh Lệ Quyên thường xuyên được chồng hộ tống trong nhiều sự kiện nghệ thuật giải trí đã không còn xa lạ, khiến công chúng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Cuộc hôn nhân này vẫn luôn viên mãn trong mắt khán giả cho đến giữa tháng 8 năm 2020, Lệ Quyên bị bắt gặp đi mua sắm cùng người mẫu Lâm Bảo Châu. Điều này một lần nữa làm dấy lên tin đồn nữ ca sĩ đang hẹn hò với tình trẻ, dạn nứt với ông xã.
Đỉnh điểm là trong show diễn của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường hôm 24 tháng 10, Lệ Quyên và chồng cùng xuất hiện nhưng ngồi đối diện và không có bất cứ tương tác qua lại nào. Sau 7749 lần để lộ dấu hiệu rạn nứt hôn nhân, chiều 30 tháng 10, Lệ Quyên chính thức đăng tải bài viết xác nhận ly hôn chồng đại gia.